sẽ là một cái ví dụ đơn giản như này cho chúng ta xem. Giả sử ở đây mình có một cái thống kê bản vẽ như thế này. Trong thống kê này nó sẽ có hai phần là phần ký hiệu và phần tên bản vẽ nhá. Ký hiệu là KT này, tên bản vẽ là mặt bằng này, mặt đứng, mặt cắt này, đúng không? Đây, giả sử mình cũng đưa cái này vào trang giấy đi. Cái này nó quá to đúng không? Làm thế nào mình tách? Bây giờ mình thử phân chức năng của cái thống kê bản vẽ này nhá. Thì cái ví dụ này thì mình cảm thấy rằng nó dễ dàng nhất cho các bạn có thể hiểu được chức năng của nó. Tạm thời mình xóa này đi. Mình vào trong cái bảng đây, thống kê bản vẽ đây. Thì các bạn chú ý nhá. Trong trường hợp này thì mình có thể tạo một cái bộ lọc theo ký hiệu cũng được, hoặc là theo chức năng cũng được. Mình sẽ làm thử hai cái vấn đề cho các bạn xem nhá. Đầu tiên thì mình chọn theo chức năng đi. Mình thống kê bản vẽ này thì mình có thể duplicate ra nhá. Ở đây thì mình có thể rằng là chuột phải rename đi. Mình sẽ ghi là mặt bằng. Đây các bạn thấy không? Có cái biến mặt bằng này, mặt cắt này, đúng không? Thì mình có thể rằng chuột phải cái này rename nhá. Mình ghi là mặt cắt. Rồi. Tiếp tục này. Cái này là chi tiết đúng không các bạn? Nhóm chi tiết này, mình có thể phân là chi tiết chuột phải này, rename này. Mình tạm thế nhá. Thực tế là chúng ta sẽ phải ghi cái này theo tên một cách quản lý khoa học của file. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào tạm trong cái mặt bằng này đi. Tôi muốn rằng trong cái này này nó chỉ xuất hiện những cái view mặt bằng thôi đúng không? Thì tôi vào trong cái phần filter này, tạo một cái bộ lọc các bạn nhé. Đây. Tức là nó chỉ hiển thị những cái gì mà chúng ta muốn thôi. Edit này. Ở đây thì các bạn có thể chọn là được lọc bởi cái gì đúng không? Lúc này thì tôi muốn là được lọc theo kiểu shift name đi, tôi muốn lọc theo kiểu tên đi. Ở đây thì tôi sẽ chọn là tên bắt đầu đây. Tôi chọn cái là begins with, bắt đầu bằng cái gì đúng không? Tôi có thể ghi là bắt đầu là mặt bằng. Lúc này thì các bạn thấy không? Đây. Tất cả những cái view có tên mặt bằng sẽ xuất hiện trong này đúng không? Tương tự nhá. Tôi sang cái mặt cắt này đi. Tôi cũng tạo một cái bộ lọc này. Tôi ghi là name này, bắt đầu bằng này. Đúng không? Ở đây thì tôi ghi là mặt cắt đi. Các bạn chú ý cái ký tự của chúng ta nhé. Nó sẽ phải giống hệt cái ký tự ở cái vị trí này này. Đúng không? Mặt cắt này. Các bạn thấy không? Chi tiết đi. Tôi cũng sẽ làm cái bộ lọc này. Đó. Các bạn thấy không? Chúng ta đã lọc rất đơn giản rồi. Bây giờ thì các bạn ném vào trong trang giấy nhé. Đây. Tôi hoàn toàn có thể ra phần thống kê này. Đúng không? Tôi đưa nó vào nhé. Có thể sang cái trang này, kéo vào đây, bằng biểu riêng này, mặt chi tiết này, mặt bằng này đúng không? Tương tự này, tôi muốn sang một cái trang tiếp theo đúng không? Như này, đúng không? Xong tôi lại kéo tiếp cái phần này sang. Tức là khi mà đã tách thành nhiều thành phần rồi ấy, thì chúng ta có thể kéo sang bất kỳ trang nào chúng ta muốn nhá, chứ không để nó dài như vậy nữa. Rất là đơn giản, đấy, thì đấy là cách một là phân theo chức năng. A few moments later. Bạn nào mà không thích phân theo chức năng thì chúng ta có thể phân theo kiểu ký tự cũng được nha. Ví dụ trong trường hợp này, mình phân là như này đi. Mình chuột phải mình rename nhé. Mình ghi là KT01 này trừ 10 đúng không? Ví dụ như vậy, enter. Ví dụ như tôi phân nhá. Cái nhóm này này, nhóm là KT từ 1 cho đến KT10 này. Rồi, tôi lại tiếp tục tôi đổi tên cái này nhá, rename này. Tôi lại phân tiếp KT là từ 10 đi cho tới 20, giả sử như vậy. Tương tự là 20 nhá, cho đến hết đúng không? Bây giờ tôi sẽ vào trong cái bảng này đi, KT từ 1 đến 10 này nhá. Ở đây thì tôi không chọn là cái name này nữa mà tôi chọn là number đi, đúng không? Number là cái biến bên này này các bạn này. Từ trang 1 cho tới trang 10 thì tôi có thể tôi chọn cái is less than này, nhỏ hơn hoặc bằng KT10. Dạ. Ok này, thấy các bạn thấy không? 1 cho tới 10 này. Rất là gọn gàng. Tương tự nha, tôi sẽ sang cái này. Tiếp tục làm bộ lọc này. Lúc này từ trang 10 cho tới trang 20 thì nó sẽ phải nằm giữa hai cái giá trị đúng không các bạn? Sẽ phải là lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20, đúng không? Lớn hơn thì tôi chọn là cái này nhá. Này. Greater is greater than này. Cái này là lớn hơn này, cái này lớn hơn hoặc bằng này, đúng không? Thì tôi chọn này đi.
is greater than of equal, tức là lớn hơn hoặc bằng cái T10, đúng không? Cái số 2 nhá, tôi cũng chọn là number, đúng không? Rồi, lúc này thì tôi sẽ chọn là nhỏ hơn hoặc bằng 20, đúng không các bạn? Đây này, is less than này, equal này, nhỏ hơn hoặc bằng cái T20, đúng không các bạn? Đấy, cái T20 chúng ta chọn đây nhá. Đây này, ok, đây, từ 10 này cho tới 20, có thấy không? Nó rất là gọn. Tôi sẽ lọc là từ 20 cho đến hết. Cái này là nó phải lớn hơn hoặc bằng 20 mới đúng. Lớn hơn hoặc bằng 20 này. Cái gì ạ? 20 cho tới 30 luôn. Và bây giờ chúng ta có thể ném vào bất kỳ một cái trang giấy nào mà các bạn muốn nhé. Ví dụ như là cái trang này. Tôi muốn rằng là từ KT10 này cho tới KT20. Trang thống kê tiếp theo này, KT20 này đến hết. Ví dụ như vậy nhá, để cho anh em hiểu là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái cách. Ở đây thì mình sẽ bật file David lên. Tạm thời mình sẽ tạo nhanh một cái biến thống kê đi, liên quan đến tường xây còn nhá. Ở đây thì đối tượng chúng ta là chính là đối tượng tường, đúng không? Rồi, ấn OK này. Lúc này thì mình sẽ chọn các cái giá trị coi nhá. Giá trị đầu tiên mình chọn là giá trị thai. Tiếp theo là đến cái phần gọi là width length. Tiếp theo này, area, volume, thể tích này. Đây, thì đây là những cái biến trong thống kê tường của mình nhá. Ấn nút OK. Thì đây, các bạn sẽ thấy là cái thống kê này của chúng ta nó cực kỳ là dài, đúng không? Thế thì bây giờ nhá, chúng ta vào trang giấy đi. Thống kê 1, thống kê 2, thống kê 3, đúng không? Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ đưa cái bảng thống kê này nhá vào trong trang giấy bằng cách là chúng ta sẽ tích đây này, kéo đây này, đúng không? Thì chúng ta sẽ đưa được vào. Tuy nhiên rằng là cái bảng này nó quá là dài. Đối với những cái bảng nó ngắn nhá thì chúng ta có thể là cắt đôi cái bảng này ra bằng cách là chúng ta tích vào cái phần set ở đây. Tương tự nhá, tích vào phần set đây nữa đây. Và cắt cái bảng này ra nhỏ nữa, đúng không? Và bây giờ chúng ta chỉ việc là cầm cái thanh tròn tròn này này, chúng ta kéo vào thôi. Ví dụ cho cái này ngắn lại, đúng không? Thì cái bảng sau nó sẽ dài ra nhá. Đây, nó kiểu như thế này. Tuy nhiên rằng là cái bảng này nó đang quá dài, đúng không các bạn? Cắt làm 4 cái bảng này thì các bạn thấy rằng nó vẫn dài, đúng không? Đấy, vậy làm thế nào để chúng ta có thể rằng là chia nhỏ cái thể loại thống kê này và ném vào các trang giấy khác nhau? Thì mình nhá, mình sẽ phân theo các chức năng. Ví dụ ở đây mình có thể phân thành rằng là tường 220 là một lớp riêng này. Rồi tường nhà vệ sinh này là loại tường riêng này. Đó, thì mình thống kê như vậy thì nó sẽ gọn gàng và mình đưa vào từng trang giấy một nhá. Đó. Nói chung là cách giải quyết là các bạn sẽ phải tạo một cái bộ lọc và chúng ta sẽ lọc theo chức năng sử dụng, thì chúng ta có thể ném vào từng trang giấy nó được dễ dàng hơn. Bây giờ quay trở về với cái thống kê rất dài lúc nãy nhá. Đấy, thì tương tự chúng ta cũng làm chức năng thôi, duplicate này lên này. Ở đây thì mình sẽ ghi như thế này đi. Rename TVKC, tức là tường nhà vệ sinh, đúng không? Đó. Tương tự thôi, mình sẽ làm một cái bộ lọc phân theo cái này. Các bạn nhìn thấy cái này là thai, đúng không ạ? Sau đó tường nhà vệ sinh, mình sẽ lọc ra này. Quan chú ý nhá, trong cái phần filter thì các bạn để ý rằng là trong cái thống kê tường của chúng ta, đúng không, chúng ta chọn cái này này thì các bạn sẽ thấy là không có cái biến thai, đúng không? Vậy làm thế nào chúng ta phân vùng chức năng cho cái nhóm tường này? Khi chúng ta làm ấy thì phải phân ra phần thai mắc cho mình nhá. Ví dụ trong trường hợp này mình sẽ tạo thêm một cái biến này nữa đi, thay mắc nữa này, là kiểu ký tự, đúng không? Rồi ấn nút OK sang trường bên này. Rồi bây giờ thì các bạn nhớ nhá, là cái tường của chúng ta sẽ phải đặt chức năng nó rất là kỹ. Ví dụ như trong trường hợp này này, cái phần tường đây mình về mặt bằng tầng 1 nhá, tường 220 thì các bạn có thể chọn nó này và edit thay. Sau đó thì các bạn chọn cho nó một cái thay mắc. Ở đây thì mình ghi là tường đi 220, apply, OK. Tương tự này, mình cũng phải chọn thay mắc cho nó nhé, edit thai này, tường 110 đi. Rồi, nếu mà cái phần tường nhà vệ sinh ý, chúng ta muốn thống kê tách riêng ra đây, thì chúng ta chọn cái tường vệ sinh này này, cái lớp ốp của mình đây, đúng không? Mình chọn thay mắc này, tường VKFC. Đấy, apply. Chúng ta phải phân ra như vậy nhá. Rồi bây giờ sang cái phần thống kê đi.
trước hết nhá, chúng ta sẽ phải lọc này ra cho mình. Ví dụ các bạn duplicate ở đây, rename cái này này 220 được chưa, tương tự cái này thống kê tường 110 đúng không, tương tự tường này vệ sinh đó, thì các bạn có ba cái thống kê này đúng không. Rồi thì các bạn nhìn này, đây thay mắt chúng ta nó phân rất rõ nhé, tường 220 này, tường 110 này. Trong cái thống kê tường này nhá, thì chúng ta chọn là filter này, ở đây mình chọn là tường 220 trước, thay mắt này đó đúng không, nó cho các bạn này là begin này đúng không. Ở đây chỗ này mình ghi là cái gì ạ, tường 220, nó đã lọc theo đúng cái chủng loại này rồi, rất là đơn giản đúng không ạ. Ngoài ra thì chúng ta có thể làm thêm một số cái thủ thuật nhỏ này nữa để chúng ta cộng thể tích của những cái này lại với nhau. Ở đây ví dụ như là mình muốn cộng thể tích của cái phần volume này lại này đúng không, thì mình chọn là volume tính tổng nha, total này, ok. Ở đây thì mình có thể nhóm thay mắc này là một nhóm này đó. Header footer đó, ok chưa, các bạn thấy là cái tổng này này, cái tường 220 này đó. Tương tự nha, chúng ta sẽ làm đối với lại tường 110 và tường nhà vệ sinh. Mình vừa mới chia sẻ cho các bạn một số những cái chỉ dẫn nhỏ nhỏ liên quan đến cái phần mềm này, hy vọng thì nó sẽ giúp ích cho các bạn trong cái quá trình thiết kế nhé. Nếu bạn thấy video này hay thì có thể like, share và theo dõi kênh của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. AudioJungle.